xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp. Pháp xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Giờ này thì cũng 6 giờ rồi cả nhà. Mấy anh em Pháp thì đang ăn cơm nè. Mấy anh em thì còn đang ăn cơm, Pháp thì mới ăn xong thôi. Hôm nay thì mấy anh em Pháp lại tiếp tục ra cái điểm gò ở tại văn tàu á cả nhà, văn tàu chìm á. Thì mấy anh em Pháp sẽ ra đây để thả nha. Ghi thì cũng đã tới điểm neo rồi. Giờ Pháp ra chuẩn bị đồ để nhảy lặn cùng với mấy anh em thôi. Mấy anh em thì đã sẵn sàng nhảy lặn rồi cả nhà. Hôm nay thì nhiều mây quá, mặt trời thì bị cuốc lại rồi. Mấy dây rồi đó nè. Mời cả nhà mình xuống săn bắt hải sản cùng với Pháp với mấy anh em ở tại điểm gò này nha. Có vị hôm nay thì Pháp thấy nước rất là trong xanh luôn. Pháp thì đang giảm ép tay và lấy nước trong kính lặn ra. Em Cơ thì cũng đã nhảy xuống rồi nè, mấy anh em thì cũng đang nhảy này. Pháp phát hiện ra có một con cá đuối này. Cá đuối này là với Pháp gọi là cá đuối ghim. Cô chú anh chị mình xem nó tấn công này, nó sẽ đi lui lại và dùng hai cái gai để đánh nha. Nó đang phá một lớp cát để nằm mánh lại á. Giờ Pháp sẽ bắt con cá đuối này để lên trên ghe cho mấy anh em nấu canh chua ăn buổi trưa. Vì cá thì mấy anh em Pháp chỉ bỏ đi một ngày một buổi thôi, buổi sáng thì ăn thôi, còn buổi trưa là mấy anh em Pháp bắt cá bắt đồ lên để nấu nồi canh chua ăn. Chạy tới chỗ đây thì Pháp phát hiện ra có một con cá ngựa trâu, nó đang qua vào cái rong rêu này. Tháng này sắp tới cũng vào mùa cá ngựa rồi, nhưng mà cá ngựa nhỏ nhiều, cá con này nó còn nhỏ Pháp không bắt. Pháp phát hiện ra có một con ốc. Ốc này với Pháp gọi là con ốc dung nha. Và Pháp phát hiện ra một cái sọt đá này. Tháng này thì vào mùa cá rồi, cá sơn á nó xanh lại rất là nhiều luôn. Pháp thấy cá bầy đàn này nhỏ nhỏ nhiều lắm. Pháp lại phát hiện ra thêm một con cá ngựa nữa luôn. Đây này cô chú anh chị. Con này thì cũng vẫn còn nhỏ luôn nha, còn bé lắm. Một con ốc tỏi này. Ốc tỏi hiện tại thì lợi á, giá của nó rất là cao luôn, tầm khoảng gần 200 ngàn một ký luôn đó. Thêm một con ốc tỏi vỏ dày nữa. Sắp tới thì từ thứ năm á đổ tới dịp lễ luôn thì giá hải sản lên rất là cao nha. Chỗ này thì Pháp cũng gặp thêm một con ốc tỏi nữa. Mỗi ngày thì giá hải sản nó đang lên lại. Đây này của chú anh chị, Pháp gặp thêm được một con cá ngựa nữa nè. Con này thì nó cũng sổn rồi. Pháp bắt con cá ngựa này nha. Khi
kiếm cho mình cũng được 50 ngàn rồi. Pháp gặp một cái dấu tích của con ốc giấy bông. Ốc giấy bông này thì ăn cái thịt của nó rất là thơm luôn. Đặc biệt là loại ốc giấy này á, nó chuyên ăn những con hải sâm nha. Thức ăn của nó đó. Một con sò điệp bay. Sò điệp bay hiện tại giá của nó cũng rất là cao, tầm khoảng 6-70 ngàn một ký luôn đó. Qua Pháp phát hiện ra thêm được một con cá ngừ nữa luôn nè, thêm được 50 ngàn nữa. Thêm một con sò điệp bay nữa nè. Pháp phát hiện ra một dấu tích của con ốc mỡ đá màu xám. Ui, con ốc mỡ đá này rất là to luôn. Ốc này thì cũng căn chung với con ốc mỡ, nên giá của nó cũng tầm khoảng 6-70 ngàn một ký. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con bạch tuộc nè. Đó, nó có đang nằm đó. Đây này cô chú anh chị, Pháp phát hiện có một con ốc tỏi. Con ốc tỏi này mà nó ăn no thì nó sẽ lủi xuống dưới cát nằm mánh nha. Còn khi mà nó bò đi như thế này á, là nó đi kiếm những con bà để ăn. Pháp đang ghi hình lại cận cảnh luôn. Không biết cô chú anh chị mình nhìn có đẹp hay không nữa. Con ốc tỏi to luôn. Hiện tại là ở trên ghi đang kéo mấy anh em Pháp đi nè. Có nghĩ là trên ở trên đang chạy cô chú anh chị, kéo Pháp mà bay lên trên hỏng tầm khoảng 2 mét luôn. Phía dưới Pháp là chú hai đó, chú hai đang ở phía dưới. Chú hai thì Pháp thấy bắt có mấy con ghẹ nữa nè. Có nhiều khán giả hỏi ghe ở trên chạy là như thế nào. Có nghĩ là sò nó dai quá nên ở trên anh hai của Pháp á, phải dắt đi tới chỗ khác cho nó nhanh, để có hải sản mình bắt nha. Nên mới kéo Pháp bay lên cao như thế này, với lại kéo mấy anh em lại gần nhau luôn. Mới dừng lại thì Pháp phát hiện ra có một dấu tích của con ghẹ. Nó đang nằm mánh đó cô chú anh chị. Dấu tích này thì rất là to luôn nè. Và một con ghẹ to luôn. Nhưng mà rất tiếc thì nó đang mang trứng rồi. Pháp chôn nó xuống lại thôi. Giới thiệu với cả nhà mình, đây là bé ba, cũng là người lớn tuổi đi lặn biển ghi Pháp đó. Năm nay cũng gần 60 tuổi rồi. Nói chung thì cái người lặn biển như mấy anh em Pháp á, chỉ bám biển thôi, còn sức khỏe thì còn đi biển thôi cô chú anh chị. Đây là cái hang cá thòi loài đi. Phía bên đây thì nó có một con sò dương rất là to, nó đang nằm mánh luôn. Có một con ốc mỡ nữa. Chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con sò. Ui, cô chú anh chị mình biết cái con sò gì đây không? Đó là một con sò lông cừu đó. Con này là già khẳng luôn nè. Con này thì tầm khoảng 4 con được 1 ký thôi cô chú anh chị. Nó to lắm, nhưng mà loại này rất hiếm nha. Đây giờ cô chú anh chị, Pháp lại phát hiện thêm được một con ghẹ so nữa rồi. Con ghẹ này thì nó không có trứng, nhưng mà pháp độ nó tầm khoảng hơn 200 gram thôi. Hiện tại là giá ghẹ đang lên rất là cao luôn cô chú anh chị, tầm khoảng 480 cho tới 490 ngàn một ký luôn. Tại vì gần lễ rồi, tới lễ rồi, nên giá hải sản nó lên cao lắm. Con sò điệp bay nó nằm ở trên nè. Đó, Pháp vừa chụp là nó sử bay đó. Đây rồi. Pháp gặp được một con ốc miệng rộng, nó có đang bò đi nè. Loại ốc này á cô chú anh chị, cái thịt của nó ăn rất là ngon nha. Nhưng mà giá của nó cũng hơi cao, cũng tầm khoảng 180 cho tới 190 ngàn một ký luôn. Nhưng mà bù lại thì ăn ngon.
đó Pháp kiếm thêm được một con nữa luôn rồi. Wow, một cái bẫy bóng bức mà cả một đàn cá con nó đang ở nè. Nhìn rất là nhiều luôn. Nhìn những chú cá con này bơi như là những hạt mưa trên trời rơi xuống vậy của chú anh chị. Đây rồi, đây rồi, Pháp chạy tới chỗ này thì phát hiện ra có một con nghị so. Nó nổi lên trên luôn á cô chú anh chị. Nó đang chạy tới Pháp nè. Rồi, nó đang cố gắng để đánh bụi, để đánh lừa Pháp bỏ chạy á. Nhưng mà do nước trong quá thì nó không thể nào chạy khỏi đâu nha. Con nghị này thì cũng rất là to luôn. Em cơ thì đang ở phía trước chặn đầu nè. Đó, em cơ đang chặn đầu đó. Pháp thì ra ký hiệu cho em cơ bắt đi, để không thì nó chạy mất cái dép. Rồi em cơ thì cũng đã bắt được con khỉ đây rồi. Ra có một con sò dương nè, đây là cái lỗ của nó nè, thì ra là có ốc mỡ nó bò ngang qua cô chú anh chị. Ốc mỡ thì cái nhớt của nó lợi hại lắm, nó có thể ăn bất cứ cái con sò gì luôn. Chỗ này thì Pháp cũng gặp thêm một con sò dương bi nữa. Sò dương bi hiện tại giá của nó cũng chắc là cao luôn, tầm khoảng từ 100.000 cho tới 110.000 ký luôn. Đây rồi, Pháp lại gặp thêm một dấu tích của con nghị so nó đang nằm mánh nữa luôn. Không biết thì Pháp đợi góc quay như thế này cô chú anh chị mình xem có hay hay không nữa. Nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy không hay thì cứ để lại bình luận cho Pháp biết nha. Vì Pháp thấy góc quay này cũng rất là ok nè. Để cái máy xuống rồi bắt con nghị lên. Rồi lấy sợi dây thun để băng lại chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình xem cho nó thực tế hơn. Đó, giờ Pháp đang băng cái con nghị lại nè. Có gì sai sót thì Pháp cho mong cô chú anh chị mình góp ý cho Pháp nha. Chạy tới chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một con sò Thái. Sò Thái này á, Pháp khiên của chú anh chị mình đừng có ăn nha. Cái thịt của nó rất là dai, không có ngon đâu. Wow, Pháp lần đầu tiên bắt được một con cá đuối nó không có gai này. Con cá đuối này nó không có cái gai của nó luôn. Đây rồi, của chú anh chị, Pháp phát hiện ra một dấu tích giả của con nghị nó đã bỏ đi rồi. Nó đang nằm xung quanh đây thôi. Giờ này nó làm những cái mánh giả như thế này nè. Giờ nó sẽ ra phía ngoài nó trụ lại nó nằm. Không biết thì Pháp quặng có được con nghị hay không nữa. Rồi Pháp vặn một hồi thì đã phát hiện ra nó nằm ở tại chỗ này nè. Nó đang đưa cái bình thùng của nó lên đó, đưa cái mu của nó của chú anh chị. Giờ Pháp bắt con nghị này nha. Không biết con nghị này có to không nữa. Ui, con nghị này thì quá là to luôn. Nhưng mà nó đang mang cái cục trứng cũng to nữa. Nghị với lại bạch tuộc thì là những loại sinh sản rất là nhiều con lắm. Pháp chôn nó xuống đất lại nha. Con sò dương bi rồi. Chỗ này thì Pháp được thêm một con ốc tỏi nữa. Con ốc tỏi này thì vào loại 2 thôi. Con nào mà to là to mới là vào loại 1 nha. Đây cũng là một dấu tích giả của con nghị so nó đang nằm mánh luôn. Rồi, có dấu rồi cô chú anh chị. Giờ Pháp quằn nha. Cứ quằn một hồi thì sẽ kiếm được thôi. Pháp thì cũng đã kiếm được rồi nè. Đây nè. Ui, một con nghị rất là to nữa luôn nè. Cứ kiếm được một con như thế này á, tầm khoảng trên 200g thì kiếm được hơn 100.000 nha.
cái dấu tích giả nữa luôn. Pháp có lằn theo để bắt cái con ốc mỡ này. Thêm một con sò đi bay nữa. Chỗ này thì Pháp bắt hai con sò đi bay luôn. Ui, lần đầu tiên thì Pháp thấy hai con hải vị nó nằm sát nhau này. Hải vị thảm đó cô chú anh chị, một màu, hai màu rất là đẹp luôn ha. Đây rồi cô chú anh chị, Pháp lại gặp thêm được một con ghẹ nữa luôn nè. Đó, nó đang nằm đưa hai con mắt của nó lên đó. Quá là đã rồi, cứ có ghẹ là mau có tiền thôi. Đây này cô chú anh chị, con này thì cũng vào loại 1 luôn nha. Con này thì cũng to. Con này thì tầm khoảng gần 300 gram luôn đó. Với cả nhà mình đây là ông dưỡng của Pháp đây. Không biết thì dưỡng bé có bắt được ghẻ không đây. Đây cô chú anh chị, dưỡng bé thì bắt được mấy con. Pháp thấy trong vợ thì có tầm khoảng 2 con, một con ghẻ xanh và một con ghẻ son. Dưỡng bé thì ra ký hiệu với Pháp là ở trên game mới nhảy lại thôi. Chạy ra phía này thì Pháp phát hiện thêm được một con ghẻ so nữa luôn. Một con ghẻ nhất nữa nha. Giới thiệu với cả nhà mình đây là em Gơ này. Hình như là em Gơ đang bắt cái con gì đó cô chú anh chị. Thì ra là em Gơ đang moi một cái con sò tu hai. Wow, một con sò tu hai rất là to luôn này cô chú anh chị. Ui con này to lắm nha. Con này ít nhất cũng phải 200 gram luôn đó. Giờ này thì mấy anh em Pháp lên ăn cơm trưa này. Cũng tầm khoảng 10 giờ rồi. Ăn cơm xong thì nhảy lặn ca thứ hai nha. Đó, 2, 4, 6, 8 người thợ lặn, Pháp nữa là 9. Giờ Pháp mời cả nhà mình ăn cơm với mấy anh em Pháp nha. Ghi Pháp thì cũng đã giống lại tới cái điểm lặn rồi. Mấy anh em Pháp thì ăn cơm nghỉ tầm khoảng 50 phút thôi. Nói chung thì cái người lặn biển của mấy anh em Pháp á, mỗi lần mà ăn cơm thì nghỉ nếu mà cao nhất là tầm khoảng 10 phút nha. Có khi mới ăn xong là ghi dừa neo là mấy anh em Pháp nhảy lặn thôi. Nên mấy anh em Pháp thường hay bị đau dạ dày lắm. Pháp thì cũng đã đáp đáy xong rồi nè. Chạy ra chỗ này thì Pháp gặp được một con sò điệp bay nữa. Chỗ đây thì Pháp thấy những con bà bánh men có rất là nhiều luôn. Pháp phát hiện ra có một dấu tích của con ốc tỏi quả dày.
Đây giờ cô chú anh chị, Pháp gặp được một con ốc nhung này. Phía trước của Pháp có thêm một con ốc tỏi, nó có đang nằm mánh nữa luôn nè. Đây giờ cô chú anh chị, Pháp phát hiện ra một dấu tích của con nhảy so nữa nè. Pháp thấy cái con nhảy này nó nằm mánh rất là to luôn nè. Một con nhảy nhất nữa nha. Quá là đã rồi. Hôm nay thì thả dân ngoài gò thì nhảy có lai dai bắt rất là sướng tay luôn. Bây giờ cô chú anh chị, Pháp lại phát hiện ra có một con ốc tỏi nữa nè. Nó đang kiếm cái con bà này nè cô chú anh chị. Cái con nhím biển đó, con màu trắng trắng đó, là nó ăn mấy con đây nè. Nhìn rất là đẹp ha, nhưng mà cũng rất là bí lắm. Pháp mà không có bắt nha. Pháp phát hiện ra có một con bạch tuộc nè. Con bạch tuộc này thì nó ở trong cái vỏ sò thái rất là to luôn. Ui, con này thì nó đang mang trứng nhiều lắm. Pháp sẽ chôn nó xuống lại nha. Bây giờ cô chú anh chị, Pháp lại phát hiện ra thêm được một con nhảy so, nó có đang nằm mánh nữa luôn nè. Cứ chạy lâu lâu được một con, lâu lâu được một con thôi. Wow, rất là to luôn. Con đây thì Pháp kiếm ít nhất cũng phải 150.000 một con đó. Con này thì cũng tầm khoảng hơn 300g nha. Phát hiện ra thêm một con ốc tỏi, nó có đang bò đi rồi. Chỗ này thì Pháp gặp được một con sò điệp kim cương, có một con sò điệp bay, ở bên Pháp gọi là con điệp cùi đó cô chú anh chị, nhưng mà thương lái gọi là sò kim cương nha. Đây là dấu tích của con ốc tỏi này. Con ốc tỏi quá dày to, thêm một con sò kim cương nữa. Wow, một con ốc nhung nè. Ốc nhung thì rất là to luôn á, nó đóng cái dông rêu lại luôn. Ta tưởng đâu là một cái bụi dông chứ. Đây nữa này cô chú anh chị, Pháp lại gặp thêm một con ốc nhung nữa nè. Nó ngụy trang thì cứ tưởng đâu là như là một cục đá thôi. Con nào con ấy to to không thôi.
gia có một con sò dương to nữa. Sò dương to thì ở điểm tàu á, lâu lâu thì chỉ được 2-3 con nha. Tới chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một con nghĩa nữa luôn nè. Nó đang phả một cái lớp bùn non, lớp cát non á các chú anh chị. Con nghĩa này thì cũng to nữa luôn. Không biết thì chị mình, cô chú anh chị mình làm món gì ngon ha. Chứ mấy anh em Pháp thì luộc không, với lại nấu lẩu á, lẩu hải sản á cô chú anh chị. Còn rất nhiều món nhưng mà mấy anh em Pháp cũng chưa biết chế biến luôn. Bây giờ cô chú anh chị, Pháp chạy tới chỗ này á, thì phát hiện ra có một cái lỗ. Nó nằm á, Pháp thọc cái tay xuống thì nó đã phục xuống rồi. Wow, thì ra là một con sò tu hài nữa nha. Con này rất là to nữa luôn nè. Con này thì Pháp kiếm cũng được tầm khoảng mấy chục ngàn. Tầm khoảng 7-80 ngàn một con đó. Wow, Pháp được thêm một con sò dương rất là to. Cứ 3 con là được 1 ký thôi. Một con sò điệp bay nữa. Không biết cô chú anh chị mình biết con gì đây hay không? Ở quê Pháp gọi là con cúm cúm đó. Con này thì nó cũng ốp, Pháp không có bắt nha. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có 2 con ốc tỏi. Một con thì nó đang lủi xuống cát, một con thì nó có đang bò đi nè. Một con cá mó cát nó đang ở phía trước nè. Không biết thì Pháp lấy cây chỉ có chỉ được nó hay không đây. Nếu mà chỉ hụt thì nó sẽ chạy xuống cái hang của nó nha. Rồi Pháp đang cố gắng thành lình để chỉ nè. Rồi Pháp đã chỉ hụt rồi. Lây hay thì cũng đã tới giờ lên ghe chạy vào bờ rồi các chú anh chị. Giờ này thì cũng tầm khoảng 1 giờ kém rồi. Qua em lót thì bắt được một con cá đuối ngợi nè. Con này thì tầm khoảng 1 ký thôi. Giờ lên ghe chạy vào bờ sớm, vì đường rất là xa cô chú anh chị. Chạy vào thì cũng tầm khoảng 1 tiếng mấy đó. Mấy anh em Pháp thì đang giảm ép ở sợi dây đá nè. Giờ Pháp cũng phải giảm ép tay và chân, giảm ép đầu. Rồi lên từ từ nha. Pháp xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video ủng hộ Pháp nha. Cô chú anh chị mình có xem video thì hãy cho Pháp xin một like, một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh của Pháp. Pháp cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Giờ này mấy anh em Pháp lên chạy vào bờ này cả nhà. Em đó thì đang lấy mấy con sò dương lớn để bỏ vị. Được mấy con mà đó? 2, 4, 6, 9 con. 11. 14 con có 4 tí không? 4 tí. Cho sò nữa. Nhỏ hay chưa? Hai sò lông lớn này. Sò lông cô á có đứa chị già. Thôi luôn á. Thằng nào thấy hai sò cô như này. Sò dương thì được 2 phần xô, sò dương bi á cả nhà. Sò dương bi được 2 phần xô. Hôm nay đi có 6 anh em thôi. Bạch tu à. Bạch tu thì được 2 ký thôi cả nhà. Hôm nay có 6 anh em thì bắt cũng ít. 2 ký bạch tu. Mà hôm nay thì nhờ có ốc tỏi này. Ốc tỏi thì hơn hơn nữ sô ốc tỏi á. Được hơn nữ sô ốc tỏi. Tỏi này có giá trị cao lắm, hơn nữ sô.
có này, được mấy con chắc là to luôn. Này cô chú anh chị, cũng có cá ngựa nữa. Cá ngựa này, cá ngựa này nó đang lớn lại nha, tầm khoảng tháng năm là nó lớn luôn á, nó to luôn á. Rồi tôi hài to này, sò hôm nay này được hai bao sò này, hai bao sò, còn hai bao đây là hai bao ốc mỡ nha, tầm khoảng bốn mấy ký ốc mỡ á. Đây thì mấy anh em Pháp chỉ được một xô đây thôi cả nhà, sáu anh em thì được một xô này. Nghĩ sò Pháp thấy nghĩ cá nhiều hơn, nghĩ được thì rất là hiếm luôn, mà nghĩ cái thì nhiều. Mấy anh em Pháp bắt nghĩ được một ngày chỉ được vài ba con thôi. Video lặn biển của Pháp cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây nha. Pháp rất mong cô chú anh chị mình cho Pháp xin một like, một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh của Pháp. Pháp xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình video tiếp theo nha.